Quý vị và con thân mến, chúng tôi cùng với quý vị và con sẽ quay lại cái trang trại của anh Bằng ở thôn Trẻ của xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đây là một trong trang trại mà có thể nói là đẹp nhất nhì huyện Lục Ngạn, với quy mô 150 cây. Quý vị và con thấy cái quả mẫu mã rất đẹp và thơm. Sản lượng khoảng trên một vạn quả và giá bán bình quân trên 18.000 một quả. Về kỹ thuật để tiếp tục chăm sóc cái vườn bưởi mà cho cái vụ quả của năm 2023. Sau đây chúng tôi sẽ mời quý vị và con sẽ cùng với anh để chia sẻ cái kinh nghiệm làm nào có cái hiệu quả nhất. Xin mời. Anh Bằng ơi, anh đang tỉa quả để tỉa những cái cành để phục vụ cái sản xuất của năm 2023 phải không ạ? Vâng. Vâng, xin được chào anh. Vâng. Thấy cái vườn bưởi của anh năm nay rất tốt. Vâng. Quả thì vàng. Vâng. Đẹp. Vâng. Cái vụ quả của anh năm 2022 chúng ta đang thu này thì anh có tổng bao nhiêu cây? Em có được thu được vào cỡ 120 cây được thu. À thế ạ. Vâng. Vâng. Và cái sản lượng quả nó khoảng bao nhiêu? Nói chung là phải một vạn quả anh. Vạn quả. Vâng. Và vừa rồi anh đã bán cho cái thương lái để phục vụ cho cái Tết được cái giá bình quân là bao nhiêu? Cái giá bình quân của em là bưởi diễn là 18.000 một quả bán xô. Đấy là bán xô. Vâng. Và trong đó là mục tiêu là để cho thờ Tết và bán ăn. Thế còn cái bưởi đỏ thấy anh cũng được rất nhiều thì anh đang có bao nhiêu quả? Em bưởi đỏ nó rơi vào cỡ lon 300 quả bưởi đỏ giá 100.000 một quả. Dạ vâng, thấy mẫu mã cũng như là cái chất lượng quả của anh tuyệt vời. Quay trở lại cái chủ đề thì anh đang tỉa cành thì những cái cành nào thì hiện nay là sau khi thu hoạch quả xong thì anh tỉa những cái cành như thế nào? Vâng, nói với các bác là những cái cành vượt thì em cắt tỉa bỏ. Dạ vâng ạ. Vâng, vâng. Và thời điểm là áp dụng là từ trong tháng 1 đây phải không ạ? Vâng, vâng. Trong cái tháng 1 vâng, dương lịch này. Vâng, vâng. Phải không ạ? Vâng, vâng. Đấy. Là những cái cành khỏe có sự ra quả ra trái này em để. Dạ vâng ạ. Vâng, vâng. Đấy. Và cái giải pháp thứ hai đó là sới xung quanh bầu đây phải không ạ? Bầu vâng, tán đây. Vâng. Cái mục đích của cái cuốc này để làm gì hả anh? Để em vờ em bón gốc cây thôi. À, tức là để cho nó thông thoáng đất. Vâng, vâng. Vâng, thông thoáng đất và nơi để chúng ta bón phân phải không ạ? Vâng. Đó. Ngoại năm thì nói với các bác là nó tầm này là gia đình là thu hết quả rồi. Dạ vâng. Nhưng đến năm nay thì thôi thời tiết nó muộn. Dạ vâng ạ. Muộn cả huyện mình ấy. Dạ vâng. Nhìn chung là đến bây giờ thì quả nó vẫn chưa được thu được hết. Dạ vâng. Người ta vẫn đang cắt. Dạ vâng. Thế nhưng mà mình đây đã có những cái giải pháp vâng, những cái để thúc trước vâng, để phục vụ cho cái hoa, cái lứa vâng, hoa vâng, của vụ xuân tới này. Vụ xuân tới. Dạ vâng. Còn thu hoạch xong cây nào là gia đình là cuốc vùng quanh à, chị đang bón đấy là bón cái loại phân lân đây phải không ạ? Phân thường thường ấy thu quả xong là em sẽ bón vừa phân lân và phân vi sinh. À, lân vi phân vi sinh. Thế mỗi một cái cây này thì mình bón nó khoảng bao nhiêu lạng hả chị? Tùy theo cây anh ạ. Như cây này. Như cây bí này thì em bón chỉ tầm vào độ 3 cân 2 3 cân lân thôi. À, 2 3 cân lân. Đấy. 3 2 3 cân 3 cân vi sinh. À, phân vi sinh phải không ạ? Đấy. Nói chung là gia đình nhà Lâm Đào nữa, trộn lẫn cả kali đều với nhau là. Dạ vâng. Thúc cho lấy hoa luôn. Dạ vâng. Cho nó cứng hoa. Dạ vâng. Mục tiêu của nó là để cho nó cứng hoa. Hoa nó khỏe, hoa to, phải không ạ? Gia đình cũng áp dụng như kiểu cây lúa thôi là cũng phải có kali thì nó mới mẫu mã nó mới đẹp được. Đấy. Và cái NPK đấy là mình bón mỗi một cây độ khoảng mấy lạng ạ? NPK thì ít hơn ạ. Dạ vâng. Nó chỉ rơi vào tầm độ như này chắc độ 2 lạng phải không? Không, nó cũng phải tầm 1 cân một gốc ạ. Ừ. Đấy. Và như thế này là chúng ta bón phân vào cách gốc là nó khoảng cỡ 70 phân đến 1 mét phải không? 70 phân đến 70 phân. Và nói đúng là cây cối này gia đình là cứ phải chia làm 3 như cô. Thì cứ năm nay bón bế này sang năm bón bế kia. À. Vâng. Đúng rồi, tức là mình phải chừa lại cái lối để gọi là lối thở. Vâng, vâng. Đấy, tức là khi mà cái bộ rễ nó ra đây thì nó vẫn còn cái chỗ để nó thở phải không ạ? Vâng. Đấy, đây là một trong những cái giải pháp. Có thể là thời tiết nó khác thường nó sót. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tức là nó thừa nước có cái. Có thể là năm nay mình bón thế này thì sang năm mình bón thế kia. Tức là mình bón phân thì bón khoảng 2/3 tán cây thôi, vâng, đúng không ạ? Còn chừa lại một cái khoảng này. Đây cũng là một trong những giải pháp mà để an toàn cho cây nhất, đúng không ạ? Vâng, vâng. Đấy, thế còn thì thứ nhất là về phân bón thì ở đây để chúng ta bón phân lân này. Vâng.
phân NPK này và phân vi sinh. Vi sinh đấy thì trộn cả phân chuồng với thì đấy kali vào nữa. Dạ vâng. Tức là mỗi một cây thì như tiếp tục cả phân chuồng đây. Đấy là thuốc trước khi mình thu quả rồi. Dạ vâng. Sau này nó đã có quả rồi thì mình lại tính. Đấy, cái phân chuồng này là đây là cái phân lợn hay là phân đây là phân trâu ạ? À? Phân trâu phải không ạ? Anh đã ủ được bao thời gian rồi đây? Cái này vào 6 tháng rồi. 6 tháng. À 6 tháng. Đấy, tức là mỗi một cây nó cũng khoảng 30 cân nữa, phải không? Đấy. Rất tốt, đúng là gia đình anh chị là làm rất bài bản. Thế nào cái vụ quả của năm 2022 nó vàng đến mức độ như thế, nó đẹp. Đi cả huyện mà thấy hiếm có những cái vườn như thế này. Đấy, như thế này là phân rất tốt. Đúng là nó đã được ủ hoai mục rồi, như vậy thì bón cho cây nào cũng tốt. Đấy. Trước khi ấy xong rồi thì là... Thế còn cái vừa rồi anh có tiếp nhận cái Sumago. Đấy, thì anh sẽ đưa vào sử dụng ở thời điểm nào cho hợp lý? Đấy, em sẽ... sang tháng 2 khi nó hoa cái là em sẽ lại thêm cái đấy em tắc ở trên mặt đất ấy. À tưới ở trên mặt à, khi nó nụ nó bắt đầu nụ nó có thì bắt đầu mình tưới mình phun phải không ạ? Ăn trực tiếp luôn. Đúng rồi, như thế là anh chị là hoa cho nó khỏe. Dạ vâng. Đấy. Như thế là các bác là rất hiểu, rất nắm chắc về kỹ thuật đấy, hiểu rất rõ. Đấy. Hôm nay đến đây em thấy một cái kỹ thuật mới mà của các bác là bón là các bác chừa lại cho một khoảng để gọi là cái khoảng để đảm bảo cái hệ số an toàn đấy, cao nhất trong bón phân. Em lại bón như thế này. Ừ. Đấy. Cái làm em nước lá cũng phải để cho cây nó dễ thở. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhất trí. Thế cả giá như cái cây này mình cứ lấp phân vào đây thôi, khi làm thấy hoa nó báo hiệu nó lấp từ đây ra. Ừ. Thì khi đấy là mình lại cắt thêm đi phân Sumago ấy. À Sumago, khi nào nó nứt nó hoa đây thì bắt đầu mình mới nứt nụ lên thì bắt đầu mình mới tưới vào đây. Đấy. Chứ bây giờ mình không lên tưới nước sớm thì nó lại phụt lộc nhanh. Đúng rồi, đúng rồi. Phụt lộc nhanh thì nó hoa nó kém. À hôm nay anh em đến với gia đình và thấy được các anh các chị đã chuẩn bị cho cái vụ quả của năm 2023. Em thấy là những cái kỹ thuật mình làm là cơ bản đã thực hiện và đã thành công rất lớn rồi. Phải không ạ? Anh em chúc anh mạnh khỏe, anh chị mạnh khỏe. Và xong cái vụ quả của năm tới này sẽ sai quả và đẹp nhất. Đấy, phát huy được cái kỹ thuật của mình trong cái thời gian tới. Em cố gắng hết sức phát huy để cho nó.